Ok, hôm nay ta tiếp tục phần luyện nội chú, phần chương The Heart. Nếu các bạn nhìn lại trong cái phần soạn của nguyên chương, tức là trong cái chương The Heart, nguyên chương Y42 đã chọn cho chúng ta là chúng ta đã có xem 1, xem 2, xem 3 và xem 4. Như vậy, thầy trò chúng ta sẽ ôn toàn bộ cái chương The Heart này để luyện nội chú hết vòng 1, 4 phần. Vừa rồi chúng ta đã live stream phần nửa của phần xem 2. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục live stream tiếp tục phần nửa của phần xem 2 nữa. Còn phần xem 1 thì thầy sẽ học lại vào cuối tuần với bạn Trường. Thì lúc đó ta sẽ live stream vào cuối tuần thứ bảy hoặc chủ nhật gì đó. Giờ ta sẽ tiếp tục phần live stream phần xem 2. Bắt đầu của nó là bằng cái hình này. Với cái hình này thì các bạn biết một chu chuyển tim, ta giả định một chu chuyển tim là 12 tiếng đồng hồ như cái hình này. Trên cái hình này nó vẽ cái tỷ lệ của cái bánh không có chính xác lắm. Do đó thầy đề nghị các bạn phải vẽ lại cái bánh này cho nó phù hợp với cái scale. Thì ta giả định 12 giờ là bắt đầu của một chu chuyển tim mới. Thì từ 12 giờ cho tới 13 giờ là thời gian tâm nhĩ thu. Để hiểu tâm nhĩ thu thì các bạn nhìn vô cái hình này. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn lại cái hình này cho nó đơn giản. Đây là hình đơn giản nhất chúng ta dễ học. Thì trên cái hình này các bạn thấy sóng A chính là cái thời gian tâm nhĩ thu. Buổi rồi chúng ta đã học kỹ rồi. Bạn nào mới tham gia hôm nay có thể không hiểu. Như vậy khi nhìn lại đây chúng ta hiểu được tâm nhĩ thu chính là thời gian tương ứng với sóng A trên cái jugular pulse, tức là cái tĩnh mạch cổ nổi đó. Thì từ 12 giờ cho tới 13 giờ là 0,1 giây này là thời gian tâm nhĩ thu để đẩy nốt 30% máu từ nhĩ xuống thất. Liền sau đó thì chúng ta sẽ thấy là cái van AV đóng sẽ tạo nên một cái tiếng bùm. Tiếng bùm này trên cái hình này các bạn thấy đây chính là cái chỗ S1 này đây. Liền sau cái tiếng bùm đó thì cùng lúc đó chúng ta sẽ có sóng C là cái sóng mà do cái áp lực, cái xung lực nó đẩy mạnh vào trong buồng nhĩ, đẩy lên trên cổ, cho nên ta sẽ có được cái sóng C trên cái hình này. Sóng C. Hôm trước thầy có nói chúng ta phải vẽ sóng C này lại cho nó tương ứng với cái chỗ S1 này. Rồi, ở đây ta sẽ có cái sóng, cái van AV đóng lại cái bùm. Thì cùng lúc đó ta biết được rằng cái co đẳng trường cũng xuất hiện. Khi co đẳng trường xuất hiện khá mạnh thì cái van semilunar nó sẽ mở ra. Ta cứ giả định thời gian mở nó là 14 giờ. Có nghĩa là toàn bộ cái thời gian từ lúc van nhĩ thất đóng cho tới lúc van động mạch chủ mở trên cái hình này, ta giả định nó là 0,1 giây. Tức là 14 giờ. Từ 14 giờ cho tới 17 giờ, tức là 0,03 giây đó, tức là cái múi giờ đó đó, tức là gấp 3 thời gian của tâm nhĩ thu chính là thời gian của tâm thất thu. Sau khi tâm thất thu tới 17 giờ thì ta biết lúc này cái van nhĩ thất sẽ đóng lại, ở van động mạch chủ sẽ đóng lại, van động mạch chủ và van động phổi đóng lại nghe tiếng tắc. Rồi, từ lúc này thì cái tâm nhĩ sẽ trương. Tâm nhĩ trương tổng cộng các bạn sẽ thấy là 0,7 giây. Nhưng mà tâm thất trương thì lại 0,05 giây. Chú ý chỗ này. Sau đó thì tâm nhĩ còn thu thêm 0,1 giây nữa. Có nghĩa là tổng cộng thời gian tâm nhĩ thu và tâm nhĩ trương, tâm nhĩ trương và tâm nhĩ thu chiếm 0,8 giây. Thì tâm thất thu chiếm 0,5 giây. Và nó sẽ kết thúc toàn bộ thời gian tâm trương ở ngay cái chỗ 13 giờ. Để bắt đầu, sau khi van nhĩ thất đóng thì nó sẽ bắt đầu tâm thất thu. Đương nhiên là tâm nhĩ thu trước ta có tiếng thổi tiền tâm thu đó chính là cái thời gian mà tâm nhĩ thu này. Trên lâm sàng ta đọc triệu chứng học ta có nghe cái chỗ mà tiếng thổi tiền tâm thu chính là do cái tâm nhĩ thu này. Như vậy ta đã giải quyết xong cái hình này. Ok. Ta đi tiếp tới coronary artery disease, động mạch vành. Nói đến động mạch vành thì các bạn thuộc liền cho thầy đó là RCA, LAD và LCX. Ở đây ta có thêm chữ LMCA, nhưng mà trên lâm sàng ta gọi là left main đó.
left main coronary artery đó, các bạn chỉ nhớ left main là đủ. Cái left main này chính là cái nhánh gốc để chia ra LAD và LCX. Như vậy với cái hình này rất là dễ cho chúng ta học. Với cái hình này thì các bạn học ôn lại cho chúng ta là cái bệnh của tim chia thành 3 nhóm. Nhóm dẫn truyền, nhóm túi máu và nhóm cơ bóp. Chúng ta đang nói ở chỗ nhánh đang nói tới cái bệnh nhóm bệnh lý túi máu. Nhắc lại, bệnh tim chia thành 3 nhóm, đó là bệnh dẫn truyền, bệnh túi máu và bệnh co bóp. Chúng ta đang ở phần bệnh túi máu. Túi máu thì trên lâm sàng chúng ta sẽ gặp hai nhóm bệnh chủ yếu, đó là bệnh thiếu máu cơ tim và nhồi máu cơ tim. Như vậy, nhắc lại, ở trình độ thấp ta sẽ học bệnh tim là bệnh nhà nghèo, bệnh nhà giàu, bệnh trời cho. Bệnh nhà nghèo là bệnh van tim, bệnh nhà giàu là bệnh mạch vành và bệnh trời cho là bệnh cơ tim. Trong bệnh cơ tim thì ta có 3 nhóm, đó là hypertrophy, dilated và restrictive. Cái đó là thuộc cái trình độ thấp, ta học như vậy. Giờ trình độ cao hơn một chút, ta sẽ học là bệnh tim gồm có 3 nhóm. Nhóm dẫn truyền, nhóm túi máu và nhóm co bóp. Ta đang đi sâu vào phần túi máu. Như vậy, khi học đến túi máu thì các bạn thuộc chủ yếu 3 nhánh động mạch, đó là LCA, LAD và LCX trên hình rất là rõ. Rồi, chúng ta bắt đầu đi tiếp tới phần the heart murmur, tức là tiếng thổi của tim. Trong cái tiếng thổi của tim thì trong sách nó hay ghi là đụp 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 đụp. Nếu tiếng Việt thì ta ghi là T1, T2. Nếu tiếng Anh thì nó sẽ ghi là S1, S2. Như vậy, ta sẽ học một số về các cái loại tiếng thổi của tim. Tuy nhiên cái bài sinh lý này ta không có học ở đây. Thầy sẽ bổ sung bằng một cái bài khác các cái tiếng thổi của tim trong một cái video khác. Ở đây người ta nói tới một cái nữa. Đây là các cái bệnh của các cái bẩm tim bẩm sinh. Khi nói tới tim bẩm sinh thì các bạn chỉ nhớ dùm cho thầy một từ thôi, đó là essemanger, có nghĩa là nó là không có thuộc phức hợp essemanger. Còn những cái bệnh tim nào có tím thì ta gọi nó là có cái phức hợp essemanger. Một cách dễ nhớ nhất, đơn giản nhất để học để đi thi nội chú, đó là essemanger là cái gì, là khi nào có một cái sự đảo ngược sinh trong tim. Bình thường những cái sinh nó sẽ đi từ bên trái qua bên phải, vì lúc này cái tim trái còn rất là mạnh. Tuy nhiên đến một giai đoạn nào đó tim trái đã bị suy, thì lúc này máu sẽ đảo chiều từ phải sang trái. Lúc này ta sẽ có tím. Định nghĩa lâm sàng tím là gì? Tím là cyanosis, là khi nào? Là khi nào đề oxy hemoglobin lớn hơn đề oxy hemoglobin lớn hơn 50 g/L thì lúc này trên lâm sàng sẽ có tím. Tím cyanosis sẽ được chia thành hai nhánh là tím ngoại biên và tím trung ương. Thì đương nhiên khi nói đến tim bẩm sinh có tím thì nó là tím trung ương. Ta không có nói tới cái phần tím ngoại biên ở đây vì ta đang học cái phần tim bẩm sinh. Như vậy các bạn sẽ liếc qua, để nói đến tim bẩm sinh thì chúng ta phải học được cái fetal circulation, tức là tuần hoàn thai nhi. Để học được cái tuần hoàn thai nhi thì các bạn phải thuộc được cái hình này, thì các cái đề thi nằm ở đây chúng ta sẽ làm được hết. Như vậy từ cái cuốn rốn của mẹ, máu rốn từ bánh nhau đó sẽ qua cuốn rốn em bé, là cái máu mà người mẹ đến nuôi cho em bé. Nó sẽ đi qua bên ta nhìn trên hình, ta sẽ thấy sau khi nó vào được tâm thất phải của em bé, nó không có đi qua gan, các bạn nhìn thấy không? Bởi vì máu đỏ cho nên nó không có đi qua gan, nó thẳng vào tim và nó sẽ đi theo cái đường cái ống động mạch, cho nên nó sẽ đi thẳng từ thất phải đi qua luôn, thay vì nó lên động mạch phổi để nó lên phổi thì vì phổi em bé còn xẹp cho nên nó sẽ đi ngang cái ống động mạch và đi thẳng qua động mạch chủ luôn. Lúc này ta sẽ có cái luồng máu đi lên cho não, thì là cái luồng máu rất là
là đỏ tươi. Giờ còn cái luồng máu đi dưới này thì các bạn sẽ thấy nó sậm màu hơn. Có nghĩa là ngay ở đây nó cũng đã có một cái phân chia nho nhỏ, là những cái luồng máu đi lên não là máu rất là đỏ, ngược lại những luồng máu đi xuống động mạch thận, xuống cho giải chi của em bé thì đường máu tương đối là đã có pha lẫn một phần, cái máu không có được đỏ lắm. Phần này thầy sẽ nói bổ sung thêm trong cái video kế tiếp. Như vậy các bạn chỉ nhớ cái hình này để học được cái tim bẩm sinh. Trong trường hợp em bé sinh ra thì ta biết rằng cứ 5 em bé sinh ra thì sẽ còn một em bé sẽ còn cái thông liên thất. Tuy nhiên là sau một thời gian 6 tháng gì đó thì cái lỗ thông liên thất này nó sẽ bít lại. Tuy nhiên một số trường hợp thì nó không bít thì cho ta sẽ còn lại cái tim bẩm sinh này. Còn thông liên nhĩ thì sau sanh nó sẽ còn nhiều hơn và nó sẽ bít rất là sớm sau khi sanh. Khoảng 2 tháng sau khi sanh là nó gần như tất cả các thông liên nhĩ đều bít. Tuy nhiên trên lâm sàng ta vẫn còn một cái tỷ lệ của một số người vẫn còn mang cái thông liên nhĩ. Như vậy ở đây chúng ta sẽ lướt qua cái sự tuần hoàn ở thai nhi. Đây là cái lý thuyết hơi khó học một chút, cho nên các bạn không có cần nhớ liền trên cái video này. Chúng ta sẽ đọc lại. Đây, các bạn thấy máu của thất trái có độ bão hòa oxy cao, còn máu thất phải có độ bão hòa oxy thấp hơn. Đó, người ta tóm tắt cho mình thêm đó. Đây là một cái dòng tuần hoàn thai nhi tương đối chi tiết hơn, để cho chúng ta hiểu vì sao có sự trộn lẫn của ba cái loại máu trên hình. Một cái máu màu xanh, một cái máu màu đỏ sậm và một cái máu màu tím sậm. Để các bạn hiểu được chi tiết vì sao não bao giờ cũng được ưu tiên máu đỏ tươi hơn. Đó. Tuy nhiên các cái đề thi chỗ này sẽ được ôn lại. Thầy sẽ ôn lại các đề thi chỗ này. Rồi chúng ta xong cái phần thứ hai trong cái bài soạn của Nguyên Chương. Giờ chúng ta sẽ đến phần thứ ba. Trong cái phần soạn thứ ba này chúng ta sẽ nói đến các cái van hai lá, mitral valve, hay còn gọi là van hai lá. Thì ta thấy rằng bệnh lý van hai lá có một cái thuật ngữ mà sinh viên khó hiểu, ở đây thầy phải giải thích thêm. Đó là gì? Khi nói đến van hai lá, ta sẽ có một cái bài riêng là bài hẹp, rồi ta có một bài riêng là bài hở. Tuy nhiên có một cái bài mà tiếng Anh nó gọi là mitral diseases thì chúng ta lại không có học. Phức tạp chính là cái bài này nè. Cái bài này mitral diseases, tiếng Pháp nó gọi là maladie mitrale, tiếng Anh gọi là mitral diseases, chính là vừa hẹp vừa hở. Khi các bạn thi cái bài hẹp van hai lá rất là dễ, khi các bạn thi cái bài hở van hai lá rất là dễ, nhưng mà khi các bạn thi cái bài mitral diseases thì lại là rất là khó. Vì nó là một cái sự pha hỗn tạp, nó không đặc trưng của hẹp van hai lá. Khi cần mở tối đa thì nó lại không mở tối đa, và khi cần đóng thì khít thì nó lại không đóng thì khít. Cho nên tiếng Anh nó mới gọi là mitral diseases, tiếng Pháp nó gọi là maladie mitrale. Trong trường hợp đó, lâm sàng các triệu chứng sẽ rất là khó cho sinh viên mô tả, đặc biệt là sinh viên răng hàm mặt mà thi cái đề thi sinh lý mà vô cái chỗ đó thì chúng ta sẽ rất là khó. Vì rõ ràng răng hàm mặt chúng ta đâu có học sinh lý mà chi sâu dữ dội cho tới maladie mitral diseases. Nhưng mà khi thi thì nó lại cho. Vì thế cho nên chúng ta sẽ ôn ở đây để nắm hiểu hơn. Như vậy khi đứng trước cái bài hẹp hai lá, hở hai lá và mitral diseases, các bạn phải hiểu chính xác chỗ này. Cái sinh lý bệnh khó là khó ở chỗ này. Rồi ta quay trở lại bài. Rồi như vậy khi đứng trước đây rất là dễ cho chúng ta. Hôm trước thầy đã có dạy cho khi sinh viên y là đứng trước bất cứ cái bệnh học nào ta cũng sẽ học bệnh học đó là theo ABC. Chỉ có học cách này chúng ta mới đi thi nội trú đơn giản thôi. ABC là gì? Đây là cái mà chúng ta tự quy định với nhau khi luyện nội trú. A chính là etiology, B chính là pathogenesis và C chính là pathophysiology. Như vậy các bạn nhìn vô đây, thầy cho chúng ta quy định với nhau vậy thôi để chúng ta học. Thì đây thầy quy định chữ A chính là etiology. Như vậy khi các bạn học bài thì các bạn chỉ cần vô Google, các bạn gõ etiology of mitral stenosis, khỏi cần qua gì hết,
thì tự động Google nó sẽ cho các bạn etiology là rheumatic fever. Được chưa? Rồi sau đó pathogenesis thì tùy theo. Nếu bài hẹp bên hai lá thì các bạn phải đi vô phần pathogenesis của stenosis. Còn nếu các bạn hở hai lá thì các bạn sẽ đi vô pathogenesis của hở, tức là regurgitation. Hẹp là stenosis nhưng mà hở thì lại là regurgitation. Như vậy, lúc này các bạn sẽ tự điều chỉnh bài học của mình liền. Bằng cách nào? Chúng ta điều chỉnh theo ABC. Có nghĩa là ta sẽ vô trước mặt của chúng ta là một cái màn hình, một cái máy tính, một cái điện thoại di động, một cái iPad, một cái tablet có nối mạng. Chúng ta sẽ học theo ABC, nghĩa là ta sẽ gọi etiology of cái gì đó, ta giải quyết chữ A. Ta sẽ gọi pathogenesis of của cái gì đó là ta giải quyết chữ B. Và cuối cùng ta sẽ gọi pathophysiology of gì đó là ta sẽ giải quyết chữ C. Như vậy, A của nó là rheumatic fever, B của nó là tùy theo cái bài hẹp hay là bài hở. Tuy nhiên nó không có đơn giản vậy đâu. Khi nói tới hẹp thì các bạn phải giải quyết được là trên cái chỗ hẹp đó những chất gì sinh ra và nó làm hẹp như thế nào. Rồi từ đó các bạn phải qua chữ C, pathophysiology là cái hẹp đó nó sẽ gây sinh lý bệnh gì. Máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất như thế nào trong thời kỳ tâm thu. Máu từ... Và nếu như hở bên ngoài lá thì là máu sẽ từ tâm thất dội lên tâm nhĩ như thế nào trong thời kỳ tâm thu. Rồi máu từ tâm thất, tâm nhĩ như thế nào trong thời kỳ tâm trương. Chúng ta phải học cái pathophysiology đó. Pathophysiology thì không có khó. Khó là khó cái chỗ pathogenesis ạ. Vì khi dịch qua tiếng Việt, etiology chúng ta dịch là bệnh căn, còn pathogenesis chúng ta dịch là bệnh nguyên. Lúc này ta không biết đường học bài nữa. Các bạn hiểu chỗ này chưa? Do đó ở chỗ này không xài tiếng Việt được. Trong cái bài sinh lý bệnh nói chung trên lâm sàng của bệnh, chúng ta không học tiếng Việt được. Vì các bạn học tiếng Việt, các bạn sẽ vướng cái chữ bệnh căn và bệnh nguyên. Căn thì cũng là nguyên, nguyên thì cũng là căn, cho nên rất là khó cho mình. Trong trường hợp này các bạn xài thẳng vô etiology thì thằng Google nó sẽ giúp mình liền. Etiology của cái này là rheumatic fever, còn pathogenesis của này thì nó sẽ là thickening stenosis of mitral valve. Rất là dễ cho mình học. Do đó thầy trò chúng ta phải quy định với nhau là như vậy để đi học, để đi thi. Rồi sau khi thi đậu xong rồi lúc đó các bạn bỏ hay là các bạn làm gì đó tùy. Chưa? Như vậy ta sẽ hiểu được một cái van hai lá bình thường là 4-6 cm vuông. Thầy đi nhanh chỗ này để chúng ta giải quyết cái bài chính hôm nay theo yêu cầu của bạn Phúc, đó là vascularization và perfusion. Yeah. Như vậy đây là một cái lỗ van tim bình thường. Yeah. Và đây là một cái lỗ van tim hai lá bị hẹp. Đó. Rồi triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân sẽ là khó thở, gì nữa, paroxysmal nocturnal dyspnea, khó thở phải ngồi kịch phát ban đêm, gì nữa, palpitation đóng ngực, đánh trống ngực, chest pain đau ngực, hemothyroid ho ra máu. Ho ra máu này là do bệnh nhân sẽ có cái triệu chứng của phù hồi cấp đó. Yeah. Như vậy đây là tiếng thổi tâm thú. Yeah. Bởi vì nó là hẹp, hẹp hai lá. Rồi, chúng ta còn 10 phút sẽ hết giờ. Như vậy các bạn sẽ tự soạn lại bằng ABC sẽ rất là dễ. Tự soạn lại, sau đó thầy sẽ sửa tiếp cái phần soạn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái phần quan trọng nhất mà theo yêu cầu của ngày hôm nay, đó là vascularization và perfusion. Hôm trước thầy có nói để học tốt tim mạch thì chúng ta phải vượt qua được ba cặp thuật ngữ. Đó là tiền tải và hậu tải. Đó là supply and demand. Và đó là vascularization và perfusion. Hôm nay ta sẽ học tới cái cặp thứ ba. Trên lâm sàng để khảo sát vascularization, ta sẽ sử dụng hai cận lâm sàng. Đó là ECG và MSCT. Ít nhất là 160 slice, 160 nhát cắt trên cái CT đó. Thì ta biết là ở Cần Thơ hiện nay có một số bệnh viện đã có những cái máy CT này rồi. Do đó khi ta nghi ngờ một cái gì đó về vascularization của một người thân, của một người quen của mình, chúng ta sẽ sau khi cái điện tâm đồ nghi ngờ thì chúng ta sẽ chụp MSCT có cảm quan. Yeah. Còn để tức là ta phải khảo sát đường đi của các động mạch, ba cái động mạch hồi nãy mình nói đó, RCA, LCX, LAD. Còn khi chúng ta nói đến perfusion, tức là sự tưới máu của một vùng cơ tim nào đó, thì ta sẽ sử dụng hai cái cận lâm sàng là echo, chủ yếu là echo Doppler và MRI. MRI ít nhất phải là 3 Tesla. Hiện nay phải ở Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh mới có cái MRI này. Yeah. Như vậy, tùy theo đánh giá của ta, ta đã muốn đánh giá vascularization thì ta sẽ sử dụng ECG và MSCT có cảm quan.
phải từ 160 ngắt cắt. Còn nếu chúng ta muốn đánh giá bộ phiếu chính thì chúng ta sẽ xài echo doppler và MRI. Rồi, đây là các kiểu siêu âm tim, thì trên lâm sàng ta sẽ có siêu âm tim 2D và siêu âm tim doppler. Thì nguyên lý của nó các bạn phải đọc thêm. Nếu trong đề thi có thì chúng ta sẽ đọc thêm, thầy chưa coi hết các đề thi. Trong quá trình coi nếu có chúng ta ta sẽ ôn lại với nhau. Đây là một kiểu siêu âm nữa, ta gọi là kiểu siêu âm M. Và siêu âm thì tim thì ta có siêu âm qua thành ngực và siêu âm qua qua thực quản. Đó. Những cái này không có thì trong cái đề thi sinh lý nội trú cho nên chúng ta không có học cái này. Bây giờ ta sẽ đi tiếp tục qua cái phần tóm tắt của bạn Nguyên Trương ở cái phần số 3, số cuối cùng đó là xem 4. Thì tiếp tục nói tới cái phần tim mạch nữa, và đây là cái cuối cùng của trong chương tim mạch. Ta sẽ học về cái điều hòa lưu lượng tim. Để nói đến điều hòa cái lưu lượng tim thì ta phải có cái công thức là CO bằng stroke volume output nhân cho heart rate. Như vậy ai cũng sẽ học được cái này. Nhưng cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải giải thích cho được. Một cái người bình thường CO sẽ là 5 lít một phút. Một người bình thường stroke volume output sẽ là 70 ml. Một người bình thường nhịp tim họ sẽ là 70 lần một phút. Như vậy 70 nhân cho 70 ta sẽ ra được 4 lít 9. Thì bên này 5 lít là tương đương. Tuy nhiên khi chúng ta chạy thì lúc này CO tức là cardiac output sẽ không phải là 5 lít nữa. Như vậy các bạn sẽ thấy coi theo cái cách dẫn hình của trái tim theo proprioceptor, chemoreceptor, baroreceptor. Và cái sự vận hành của trái tim các bạn nhìn vào cái thần kinh của nó các bạn sẽ thấy rất là phức tạp khi chúng ta học. Khi các bạn gõ vào thần kinh autonomic thì các bạn thấy trái tim sẽ được điều chỉnh và hoạt động chủ yếu là thần kinh autonomic. Tuy nhiên dây thần kinh số 9, dây thần kinh số 10 vẫn tham gia vào hoạt động của cái trái tim. Do đó khi ta gõ cardiac autonomic nervous system thì các bạn sẽ thấy rằng không có đơn giản chút nào. Đây, các bạn sẽ thấy không đơn giản chút nào. Autonomic nervous system, nhưng ta chỉ nói tới cái tim thôi. Đây, như vậy để điều khiển một trái tim ta sẽ nhìn trên cái hình này. Trên cái hình này đây là trái tim. Rồi một ở cái trung tâm, ở cái rãnh hành cầu đó ta sẽ có cái thần kinh điều khiển trực tiếp lên trên trái tim, chính là thần kinh 10 đây. Nhưng mà dây kinh 10 thì nó chỉ tác dụng chủ yếu là parasympathetic, có nghĩa là làm cho nhịp tim đập chậm lại. Ở đây ta có một sợi hầu hạch Bose Ganglionic. Nhắc lại thần kinh autonomic để dễ nhớ, các bạn nhớ dùm cho thầy, nó có hai sợi là sợi adrenergic và sợi cholinergic. Khi nó tiết cái adrenergic thì cái sợi đó sẽ làm cho tim đập nhanh lên, còn khi nó tiết cholinergic thì cái sợi đó sẽ làm cho trái tim đập chậm lại. Như vậy ở đây ta sẽ nhớ được là cholinergic và adrenergic. Người ta ghi cho chúng ta là Ganglionic, Boss Ganglionic, nhưng các bạn quên cái Ganglionic đi, các bạn chỉ nhớ cho thầy cái Boss Ganglionic thôi. Cái sợi Boss nào mà tiết adrenergic thì cái sợi đó người ta gọi nó là sợi thần kinh kích thích để làm cho tim đập nhanh hơn. Còn cái sợi nào mà nó tiết, cái đầu mút của nó tiết ra cholinergic thì ta gọi cái sợi đó là cái sợi làm cho nhịp tim chậm lại, hay còn gọi là sợi parasympathetic. Rất là dễ nhớ. Một cái sợi ta gọi nó là sợi sympathetic, và một cái sợi ta gọi nó là sợi parasympathetic. Cái sợi nào mà tiết adrenergic thì sợi đó là sợi sympathetic. Cái sợi nào mà tiết cholinergic thì ta gọi cái sợi đó là sợi parasympathetic. Như vậy ở đây ta sẽ có chữ sympaganglia, đó chính là sympathetic. Còn cái sợi trên này chính là sợi parasympa. Vậy người ta đã viết tắt cho chúng ta như vậy và rất là dễ nhớ. Nhưng mà các bạn phải tự quy định trong đầu của mình và chuyển thẳng luôn để chúng ta mới học được, đó là sympathetic, parasympathetic hay là adrenergic và cholinergic. Tự mình quy động liền để mình dễ nhớ. Nếu mà chúng ta không quy định như vậy thì khi ta đọc vô sách ta sẽ bối rối khi không biết lúc nào là sympathetic, lúc nào parasympathetic, không biết lúc nào adrenergic, lúc nào cholinergic.
Nó hai cái nó là một, chỉ có cách gọi khác nhau do cái đầu mút của nó tiết ra như thế nào thôi. Như vậy các bạn thấy đây là sympathetic, đây là sympathetic, parasympathetic. Rồi các bạn mở một đơn ra, sympathetic thì cái dây của nó là dây adrenergic. Còn thế này chúng ta mở một đơn ra, dây này chính là dây cholinergic. Rất là dễ học. Được chưa? Rồi, như vậy đi thi chúng ta sẽ không có thời gian để suy nghĩ. Lúc này nếu mà chúng ta vẫn còn suy nghĩ ở cholinergic, adrenergic hoặc là parasympathetic, sympathetic thì chúng ta không có còn thời gian để chúng ta khoanh ABC cho nó kịp thời gian. Được chưa? Đó, hôm nay chúng ta sẽ đi tới cái phần điều chỉnh cái thần kinh tim. Còn điều chỉnh theo hormone thì lại theo một ý khác. Chúng ta biết được rằng epinephrine, norepinephrine nó có đến từ hai nguồn gốc. Một nguồn gốc trên cái sợi thần kinh sympathetic và parasympathetic. Một nguồn gốc đến từ các hormone của tủy thượng thận. Như vậy, một cái tim hoạt động nó sẽ hoạt động theo hệ thần kinh autonomic, đó là sợi adrenergic và sợi cholinergic, nhưng nó cũng được sự điều khiển của cái nhóm hormone ta gọi là humoral hormone. Như vậy ta có hai cái hormone tác động lên tim, một cái hormone ta gọi nó là neural hormone và một cái hormone ta gọi nó là humoral hormone. Được chưa? Neural hormone chính là các hormone của sừng của cái thùy sao tuyến yên, chính là hormone của thị sa tiếng yên. Thị sa tiếng yên ta có hai cái hormone thuộc hiệu neuro, đó là oxytocin và ADH. Thì hai cái hormone này khi nói tới cái tác động lên tim của cái hormone thì các bạn phải hiểu được rằng cái hormone này không phải mà hormone này sẽ đến chủ yếu từ cái tủy thượng thận. Tủy thượng thận tiết cái adrenaline và noradrenaline, vỏ thượng thận tiết androsterone, corticoid và androgen. Như vậy khi nói tới hormone thì các bạn nhớ đây là đến từ tủy thượng thận. Còn khi mà nói đến thần kinh thì ta biết là nó đến từ sợi adrenergic và cholinergic. Nhưng mà vì epinephrine nó epinephrine cho nên ta chỉ nói là nó đến từ sợi adrenergic, hay còn gọi là sợi sympathetic. Được chưa? Như vậy hôm nay ta ôn thêm sâu, rất là sâu về cái dẫn chuyển thần kinh của tim cũng như là các hoạt động của tim dưới sự điều khiển của các cùng một loại thần kinh nhưng mà nó đi theo hai hệ. Cùng một cái loại epinephrine như một cái đi theo sợi sympathetic, một cái đi theo tủy thượng thận. Được chưa? Còn những cái phản xạ giảm áp này là phản xạ trên cái xoang động mạch cảnh ở hai bên cổ của mình đó. Trong cái trường hợp mà bệnh nhân có cái nhịp nhanh trên thất kịch phát thì ta sẽ xoa xoang cảnh để chúng ta làm giảm cái nhịp tim đó. Đây nè, phản xạ tim tim nè. Các bạn chú ý cái này. Đây là cái phản xạ để dành xoa cho những cái bệnh nhân bị phản cơn nhịp nhanh trên thất kịch phát. Như vậy khi người ta hỏi trong cái đề thi của chúng ta là cơn nhịp nhanh trên thất kịch phát có cái phản xạ gì thì ta phải biết được cái phản xạ đó là cái phản xạ baroreceptor.